Kính thưa quý vị, khi mà 13 tuổi thì Thu Phương rời quê hương lên Hà Nội, thì lúc đó Thu Phương thường nói rằng đã xa rồi căn phòng nhỏ của em, nơi che chở những người thương mến nhất. Và ngay giây phút này, đây là tất cả những gì thương mến nhất của Thu Phương đã ở đây. Em gái Kim Oanh và anh trai của Thu Phương, nam ca sĩ Quang Minh. Xin chào quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị. Tự nhiên nhìn thấy Minh ôm cái đàn ra đây, thấy tự nhiên giống bố mình ngày xưa thế chứ. Ngày xưa anh có nhớ ngày xưa cái lúc mà hội mình bé tí đấy, lúc đấy chắc là chỉ như chị Phương khoảng độ 10 tuổi đúng không? Oanh 8 tuổi, Minh 11 đúng không? Lúc đấy là anh còn nhớ cái thời đó không? Thời bố mình ấy. Em nhớ hồi đấy là bố có cái xe đạp và bố mắc thêm một miếng gỗ ở cái baga phía sau, và bố hay chở ba anh em đi chơi, và một cái thứ mà không bao giờ rời bố đó là cái đàn guitar. Chúng tôi có những kỷ niệm vô cùng đẹp với những buổi tối ở sân nhà và bố chơi đàn cho chúng tôi hát. Không, cái buồn cười nhất đó là lúc mỗi lần khách đến nhà chơi á, khách khứa đến nhà chơi thì mẹ làm MC đúng rồi. Mẹ làm nhiệm vụ MC, và ở nhà thì trên giường thì có cái màn gió đúng không? Cái màn gió kéo qua làm sân khấu. Thế xong rồi ba anh em đứng ở trên giường để biểu diễn cho khách đến chơi. Và thì... có bài tủ. Ba bài tủ. Yeah, cái lúc đó thì bố dạy cho tụi mình quá Phương, nhiều bài. Thôi Phương hát bài tủ đầu tiên đi. Thế xong mình đứng đây, ôm đàn thì vào kia ngồi chứ. Chứ được. Okay. Bố hóng, đứng ra đây hóng nghe à? Hóng hết đúng không? Bố hóng hết à? Ừ, ok. Thế chứ lại... Nào các em. Nó đùa thấy giống bố thật đấy. Sao mình ở trong giống bố thế nhỉ? Lúc bài... đấy bài tủ á, bài tủ của chị là bài tủ của Phương là bài đi qua vùng cái gì, đi qua vùng em không nhớ tên đầu đề là bài gì nhưng mà về. Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến, bâng khuâng chiều 30, tóc em xanh màu trời. Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang đến, đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay. Nhớ đến thế. Đấy là bài tủ. Không, phải sau này có vài lần chị Thu Hương cũng có hát, chị cũng có hát. Ừ. Anh có nhớ bài tủ của anh không? Bài tủ của anh là bài gì? Bài tủ của em lúc đấy là em hình như 8-9 tuổi. Một bài hát. Anh ở đâu? Bài hát của người lớn. Lúc làm gì có biết bố dạy mà chỉ toàn bài người lớn chứ gì nữa. Nhân đây em cũng hát một vài câu cho vui, nhưng mà tại vì em không phải là ca sĩ nên là anh Quang Minh sẽ hát cùng với em một đoạn cho đỡ run. Khổ thân. Rồi, níu vào lấy hơi. Rồi. Khổ thế. Nhìn ngôi sao lấp lánh suốt canh thâu, như mắt ai nhấp nháy đang nhìn nhau. Làn gió mát phơi thoáng hương đưa, nâng cành hoa trước thêm, như bàn tay anh vuốt nhẹ tóc em. Đêm nay anh ở đâu? Đêm nay anh ở đâu? Đêm nay anh ở đâu? Em biết anh ở đâu mà lòng đầy lo âu. Xin cảm ơn quý vị. Ôi trời ơi. Cảm ơn quý vị. Ôi trời ơi. Hát có mấy câu mà hết cả hơi thế à? Trời ơi. Hèn chi đúng rồi, hèn chi ở nhà mới phân ra ba đứa rõ ràng. Một đứa thì chuyên làm ăn thôi, còn một đứa chuyên hát em ạ. Chứ mà nếu hát được mấy câu mà hết cả hơi như thế. Mình hát bài gì? Mình hát bài gì? Tụi em hát hết rồi, anh có cần phải hát không? Thế thì không, anh làm gì? Anh là ca sĩ mà, anh là ca sĩ Quang Minh. Thực ra em nói với anh Minh lúc nãy có hát không, nhưng mà anh Minh ngại hát. Tại vì không hiểu sao hồi đấy bố lại dạy anh Minh một cái bài hát của con gái. Bài đấy có cái câu là... Cái gì nhỉ? Chiều em đạp xe, thả tóc dài bên đàn. Không. Một bài hát của Quốc Dũng. Không, Kim Oanh nhầm. Bài đó là con trai hát đúng rồi. Chỉ có là vì chị con gái hát, nhưng mà bài là của con trai. Vì người con trai đứng đó thấy chiều em đạp xe. Đúng rồi, cô gái này.
Đúng là mải buôn bán mình làm hát chung ăn. Một bài đi. Mình hát chung một bài. Thôi hát bài gì chung của ba đứa đi. Vâng, kính thưa quý vị. Úi dồi, quan trọng quá, hết sức bình tĩnh. Quang Minh xin xin được thành thực cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau 14 năm đi hát tại Sài Gòn từ năm 99 thì đây là lần đầu tiên ba anh em của chúng tôi được đứng ở đây. Và cũng xin được điều như vậy là được sự ủng hộ rất nhiều của quý vị khán giả. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cũng xin được cảm ơn nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, người tổ chức show chương trình này cho Thu Phương. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây xin phép quý vị cho anh em chúng tôi được hát một bài hát. Thôi Minh ơi, thôi Minh căng thẳng quá. Của quê hương thôi, tôi. Thôi, không, tại sao thế? Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Hồi hộp. Mà đi hát từ kêu là mười mấy năm. 14 năm mà lại còn luyên thuyên thế, trời ơi. Hết sức bình tĩnh, trời ơi. Vô luôn. Đi thẳng vấn đề luôn. Rồi. Cảm ơn quý vị. Tháng năm dọc trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng, thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta như yêu những người thân yêu nhất, những hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập áo thở ngày đêm, những bên đinh xi măng cầu rào cầu đất lạc yên, những cái tên nghe chẳng thơ đâu với ta vô cùng oanh liệt, ôi tha thiết tự hào quê hương. Ơi em yêu trong đêm dài tiễn biệt, chưa chọn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng, ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu. Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu, trong trận đánh quê ta kiên cường. Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ mai ta sẽ thấy rộng dài rực sáng, sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng quê hương. Ôi thành phố tháng năm hoa Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn những cô gái.